Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 15 tháng 5 và rạng sáng ngày 16 tháng 5 sẽ ra các trận đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Đáng chú ý nhất là vào lúc 23 giờ 15 tối nay, Leicester City sẽ đối đầu với Chelsea trong trận chung kết FA Cup vòng 36 giải Ngoại hạng Anh, và lúc 18 giờ 30 ngày 15 tháng 5, Burnley đối đầu với Leeds United, và lúc 21 giờ, Southampton đọ sức với Fulham. Vào lúc 2 giờ ngày 16 tháng 5, Brighton sẽ đối đầu với West Ham. Sau đây là lịch thi đấu các giải vô địch quốc gia Đức, Serie A diễn ra trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu ngày hôm nay? Hãy lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, tin tức bóng đá và nhận định bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.